Sau thành công của lễ trao giải Mai vàng lần thứ 25 tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh tối 10 tháng 1, báo Người Lao Động tiếp tục tổ chức đêm gala Mai vàng chào xuân 2020 diễn ra tại sân khấu ngoài trời nhà văn hóa thanh niên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đêm gala với sự góp mặt của các nghệ sĩ đã đoạt giải Mai vàng và nhiều ca sĩ tên tuổi cùng gửi đến khán giả những tiết mục hấp dẫn như lời tri ân với những người đã dành cho họ sự tin yêu qua những lá phiếu giúp họ chiến thắng giải Mai vàng cũng như phục vụ công nhân ăn Tết xa nhà. Chúng tôi cũng mong rằng những nghệ sĩ sau khi đoạt giải Mai vàng thì cũng cùng phối hợp với báo Người Lao Động để thực hiện nhiều chương trình nâng cao đời sống tinh thần hơn nữa, phục vụ cho công nhân lao động đang miệt mài đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và thành phố nói chung. Trên sân khấu gala Mai vàng năm nay, cùng lúc chào đón sự có mặt của các nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu đã từng đoạt giải Mai vàng trong những năm qua như nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Trinh, Thanh Hằng, Quốc Thảo, Minh Nhí đã khiến khán giả vô cùng phấn khích. Đặc biệt, hai nghệ sĩ vừa được trao giải Mai vàng 2019 là nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ và Võ Minh Lâm cùng gửi tặng đến khán giả tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngọt ngào Mời Anh Đến Thăm Quê Em. Cùng với đó, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã hóa thân thành Táo Quân cùng các diễn viên trẻ Chấn Cường, Thành Danh, Nghiêm Quế Dinh, Huỳnh Sơn, Kim Luân đem đến cho khán giả câu chuyện vui nhộn. Ngoài ra, ca sĩ Nguyên Vũ, Tố My, Ngô Kiến Huy và các nhóm nhạc B336 Ohio cũng lần lượt khuấy động không khí chương trình. Mặc dù là nhận giải Mai vàng từ bữa tám tay nhưng tới bữa nay vẫn còn thấy sung sướng. Và cái giải Mai vàng này không chỉ dừng ở đó mà sẽ là một nấc thang nữa để cho Thoại Mỹ tiếp tục đi tiếp tục phải trau dồi nghề nghiệp hơn nữa, phải cố gắng hết sức mình để phục vụ bà con cô bác đến hơi thở cuối cùng. Trong suốt đêm gala, hàng trăm khán giả công dân có chung cảm giác mong đợi, háo hức và vỡ òa trong sung sướng trước những giai điệu xuân đồng nàng ấm áp. Những món quà tinh thần mà chương trình mang đến như xua tan nhọc nhằn sau những ngày tích cực lao động. Cái chương trình Mai vàng này thấy rất là hấp dẫn, thú vị. Thấy các bạn, mọi người ở đây tập trung đông. Người nhận nhiệm kỳ để cho ta làm được không? Nghe những cái tiết mục rất là hay, có những cái diễn viên, những cái ca sĩ nổi tiếng lên biểu diễn nghe rất là hay, những cái bài hát về quê hương rồi mùa xuân này nọ. Mình cũng vô tình đi ngang qua đây thôi thì mình thấy nhạc nó cũng sôi động cho nên là mình vào thử thì mình thấy nó rất có hay và ý nghĩa, có nhiều nhạc rất là sôi động. Nó mang đến cái không khí của ngày Tết thật là ấm áp và mình cảm thấy là giống như là mình muốn được về quê vậy. Nguyễn Hữu Quang xin mời các anh chị đến từ với lại cũng có được nhiều cái ca sĩ hát cũng rất là hay. Nguyễn Ngọc Sơn, không khí thì rất là vui vẻ. Lần đầu tiên chị được nhận món quà trong lòng chị rất là vui và ấm áp. Cái tết ấm áp lần đầu tiên trong đời chị là chị được ăn cái tết ấm áp như thế này. Chị cũng cảm ơn giải Mai vàng báo Người Lao Động tổ chức cho chị những người mà
Dịp này, ban tổ chức tặng 50 phần quà cho công nhân nghèo không có điều kiện đón Tết và về quê đón Tết, mỗi suất quà trị giá 2,2 triệu đồng.